Hello. Ngày mai anh dẫn mấy đứa mua một cây nhá. Vô đi mấy chị đẹp. Tiện giúp anh ba cây son, giúp cho ba em gái của anh có bồ coi. Hôm nay là anh trai dắt đi mua son để cho ba em gái có bồ. Nhưng mà sao ở đây nữ không vậy? Có nam không? Tính chất hầu Nhật Bản giúp cho anh em khỏe hơn, cải thiện tình trạng chưa đi chợ mà đã hết tiền. Nói chung vấn đề này cũng hơi tế nhị, cho nên anh em inbox Zalo mình tư vấn nha. Mình đã sử dụng sản phẩm này hơn 1 năm rồi và nó đẳng cấp luôn. Hello, chào anh em đã quay trở lại với Google TV nha. Hello anh em, Vingo đã quay trở về rồi. Thì mình lấy Vingo về lúc sáng rồi nha các bạn nha. Thực sự mà nói với các bạn á, thì chỗ gara là chỗ mà mình quen biết. Anh ấy ưu tiên gọi là kiểm tra xe mình trước các bạn. Xe mình thì không có bị nặng, chỉ vệ sinh với lại xả nước trong ống bô ra thôi các bạn à. Do mình không đè á, cho nên là động cơ không bị gì cả à, chỉ tốn chi phí vệ sinh thôi nha bạn nha. Nhưng mà chỗ quen biết cho nên các anh lấy rẻ lắm à, Các anh em lấy một bữa nha, bữa nhậu của anh em à. Vậy đó mới đã anh em ơi. Hôm nay sẽ là một clip mình đi đón ba em hôm qua mình tặng bông các bạn đi mua son anh em à. Đấy, ba bé sinh viên. Nói chung sẽ khá là vui á. Mong mà là anh em đón chờ clip nha. Mình là mình đón ba bạn ở Đại học Đông Á bạn. Đấy, nếu mà xe không về kịp á là mình sẽ hẹn ở cái điểm mua son luôn cơ. Nhưng mà xe về kịp rồi cho nên là mình qua mình đón luôn nha các bạn nha. Các bạn này mặc đồ chất không anh em? Đây là trường Đại học Đông Á này. Đó. Đây là cổng trường mà sao mình thấy đóng mất tiêu rồi. Mấy bạn mình hẹn rồi không biết là có ra hay không nữa, hay là bùng kèo mình nữa. Xe mình ngập nước xong mới kiến vô làm tổ luôn các bạn. Mà bây giờ không có cách nào đuổi tụi nó đi hết á. Mình đã có con nào mình giết con đó rồi, nhưng mà nó hôi lắm các bạn, cho nên chắc này mình không dám bắt tụi nó luôn, nó hôi cực kỳ luôn á. Bắt trời luôn nè. Đó, đây là các bạn thấy không? Cột chữ A nè. Riết cái xe như cái tổ kiến vậy á mấy bạn. Làm sao làm có cách nào để đuổi kiến ra các bạn? Các bạn chỉ mình với chứ. Bây giờ không lẽ xịt cái lọ ấy vô mùi chết, mùi thuốc diệt kiến vô thì mùi chết. Nhưng mà kiểu bữa ngập á tụi nó không có chỗ trú, bắt đầu nó chui lên xe mình các bạn. Mấy con kiến này ảo thật chứ. À mấy đứa này lâu thiệt chứ. Đúng là kiểu mấy đứa này chưa có bồ là biết lý do tại sao rồi. Trễ lâu quá này. Chạy Grab ngày này em thấy ổn không? Chứ anh chạy anh thấy chả có khách mấy. Ít khách lắm anh à. Grab ca chạy sướng hơn nhiều. Cả đêm anh đâu anh chạy Grab bay chứ anh đâu, xe này đâu đăng ký ca được. Phải biển vàng có ấy mới đăng ký được rồi chứ. Chạy một cái tối. Cái ngoài đây chạy sướng lắm anh. Ngoài này người ta ưa đi Grab ca. Tại vì đi người ta đi chơi hai ba người không kìa, người ta đi Grab ca không à. Về kêu ba mẹ đầu tư cho một chiếc. Nhiều khi có một người đó họ cũng đi ca thôi. Chứ họ không có đi bay. Bye bye nha. Dạ bye anh. Tụi em tới đâu rồi? Ui đừng nói là đợi anh qua đây rồi mấy đứa mới đi á nha trời. Rồi anh đúng giờ hẹn anh tới chứ mấy đứa mới kêu đợi, mấy đứa phải nhắn trước 2 giờ chứ. Rồi tranh thủ đi nha. Nhưng mà hai đứa đang ở đâu? Mấy đứa đang ở đâu? Mấy đứa là đang ở đâu? Mấy đứa là đang ở đâu á? Mấy đứa là đang ở đâu?
Ừ, là mưa đó, anh chạy qua đó anh đón cho tiện nha, khỏi chạy ra trường mất công. Ủa, anh đây làm cái gì mà anh đón? Thì đi xe chứ đây đi gì trời. Ý là 480 Phạm Hùng là cả ba đứa đang ở đó luôn đúng không? Dạ. Ok ok, vậy chuẩn bị đi nha, tầm 5 phút nữa anh tới. Nha nha, chuẩn bị nhanh nha. Vãi đạn, mấy đứa này tưởng mình nói đùa, mình ra tới cổng trường mình chụp rồi bắt đầu mấy đứa nó mới chuẩn bị các bạn, chết thật. Ui xa vãi anh em. Anh em lo mà thương mình đi, không phải đơn giản có cái clip đâu. Với lại anh em coi clip mình anh em sẽ thấy nhạt, bởi vì đơn giản clip mình nó tự nhiên anh em à, không có sắp xếp kịch bản, cho nên là không có mấy cái tình huống căng đét để anh em xem đâu, không có mấy tình huống nhạy cảm cho anh em xem đâu. Cho nên là mong là anh em nào mà cảm thích cái sự gọi là mộc mạc trong clip thì mới xem clip của mình được thôi. Chứ còn mà anh em muốn xem những cái clip dàn dựng giật tít câu view rồi những cái cảnh nóng hấp dẫn rồi á, thì nói thật với anh em mấy cái đó mình làm thì đơn giản lắm, nhưng mà mình không thích, cho nên là đa số mình tự mình đi dạo dạo mình làm clip cho nó chân thật nhất có thể thôi à. Giờ mấy đứa nó còn ở nhà nữa anh em, vãi đạn thiệt chứ. Hẹn 2 giờ giờ này 2 giờ 40 rồi vẫn đang ở nhà. Gọi điện vẫn đang ở nhà. Biết thay đồ chưa nữa. Bởi sao chưa có bồ. Mấy đứa coi được clip này nhớ thay đổi cái giờ giấc đi nha. Chứ trễ hẹn là cái mà mấy thằng choai nó thì nó không sao, chứ mấy thằng như anh là tụi anh không thích đâu. Riêng mình là mình luôn luôn đúng giờ các bạn. Kiểu từ mình học cơ khí á, trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng á, cho nên là tắc phong quy củ nề nếp lắm, chứ không có ức ơ dở hơi đâu các bạn. Đến khi mà mình lên liên thông lên đại học sư phạm kỹ thuật cũng vậy nữa. Những cái liên quan tới giờ giấc là những cái trường kỹ thuật rất là nghiêm khắc luôn. Xong tiếp theo đó là mình học tiếng Nhật. Mình học để đi xuất khẩu lao động Nhật theo diện kỹ sư nha. Là cũng đặt cái tiêu chuẩn giờ giấc tác phong lên hàng đầu hết đó bạn. Mặc dù mình là một con người không có giờ giấc, nhưng mà mình luôn cố gắng để đúng giờ, đúng giấc, đúng tiến độ công việc. Anh đi gì đón tụi em, anh đi ô tô đó em. Xạo chó, xạo chó. Nghe sang nhở. Ví dụ như anh đi xe tiền tỷ mà anh đón tụi em, nghe nó cũng sang nữa. Giờ tự nhiên chạy xe mấy trăm triệu sang đón tụi em, cay vậy. Mặc dù bỏ tiền tỷ ra mua xe, cay vậy đặng. Thực ra mua xe này ngày xưa mua để lấy lè gái thôi, chứ không phải mua đi làm clip clip gì đâu mà. Giờ lấy lè chùi được bao nhiêu, đủ thứ chuyện. Ôi clip hôm nay vui nha, clip hôm nay vui vui vui. Trời ơi hôm nay thời tiết đúng đẹp luôn, ngày 20 tháng 10 hôm nay là đúng đẹp luôn á anh em. Đi chơi là đúng bài luôn á. Hôm nay các chị em vui vẻ thưởng cho các anh trai đứa anh lộn, thưởng cho các anh trai có lãng mạn nha. Trời ơi sau những ngày bão lũ mưa ngập thì hôm nay thực sự mà nó là một ngày gọi là để cho các cặp đôi, để cho mọi người thư giãn tuyệt vời luôn bạn. Từ sáng giờ thời tiết rất là mát, không nắng, gió mát, không mưa, quá tuyệt vời. Mình quay bằng GoPro này anh em, thì thật ra mình chỉ cầm cái cây mình quay qua quay lại thôi, chứ mình chả có phải canh góc gì hết á. Bởi vì cái cơ bản cái GoPro nó chống rung kinh lắm. Mình có lắc cơ nào lắc nó cũng đúng một cái khung hình đó. Và nó không có bị ấy đâu. Nó không có bị ấy đâu. Và mình không có cần phải nhìn vào khung hình, cho nên là mình cầm vậy thôi chứ mình vẫn chạy ầm ầm. Về mà nè. Công an. Mấy đứa nhỏ này là kiểu không tin đó bạn. Không tin là tự nhiên đâu có một anh nói tới tặng cây son.
mà tặng là tặng hẳn cho ba đứa, tính ra là cũng cả triệu bạc đó các bạn. Đấy, son son mắc tiền cây mấy trăm ngàn lận với bồ. Đấy, cho nên là mấy bé kiểu tưởng là mình chém gió bạn, nhưng mà đó giờ mình có bao giờ mình chém gió đâu anh em. Mình lời nói mình chém gió nhưng mà hành động mình là thật không đó anh em à. Biết được như hôm nay á, mấy đứa rủ được chục bạn nữ thì mình cũng vẫn ok, mình sẵn sàng mình cầm điện thoại để mình mua cho các bé. Đủ đây còn vài triệu chắc mua đủ để có được một cái clip mà có rất là nhiều các bạn nữ rồi đi mua son vui như vậy thì đầu tư không anh em? Sẵn sàng đầu tư chứ. Đấy, cho nên là thật sự với anh em mà nói, để có thể làm được như vậy là mình nhờ anh em, nhờ lượt view của anh em xem, nhờ cái like anh em ủng hộ, nhờ lượt comment các anh em tương tác. Đấy, cho nên là mình mới có kinh phí để mình làm clip như vậy. Thật sự cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đây mấy đại ca đây. Hello mấy đại ca. Tưởng mấy đại ca cho em leo cây chứ. Quay nữa hả? Quay chơi. Tại sao bây giờ mới thay đồ? Không, mới ngủ dậy. Mới ngủ dậy hả? Không, do đi hả? Anh chưa ăn cơm á, tí cho anh ăn. Tí cho anh ăn cơm được không? Lên. Một đứa ngồi trước. Em ngồi dưới nè. Những ngày sau chia cho chồng. Anh còn tưởng mấy đứa cho anh leo cây không á chứ. Đó, em định sớm rồi. Em định sớm rồi hả? Em ngủ dậy rồi bây giờ. Mưa son ở đâu được mấy đứa? Dạ. Mưa son ở đâu vậy? Ngủ làm chi? Chi biết. Tao đặt online với lại Dung Công. Shop son hả? Dạ. Shop son. Hôm qua giờ có ngơ hay mấy đứa có ngủ miếng nào? Không, em ngủ hả? Được từ 10 giờ tới gần 2 giờ. Mấy đứa ăn chưa hết rồi đó hả? Dạ chưa, mới nấu xong thôi à. Mới nấu xong. Kịp ăn đâu. Khéo giờ mình vô mình ăn cái rồi mình đi được. Dạ được. Hôm nay nấu món gì á? Dạ gà chiên mắm với lại canh rau. Gà chiên mắm, canh rau ngót. Ồ, 3 giờ rồi mới nấu xong. Mới nấu chưa xong nha. Ok. Tính ra giờ giấc của mấy đứa cũng ngang anh. Anh cũng tầm này anh mới ăn. Không, bình thường tầm 1 giờ rồi. Thúy ít nói nha. Thúy ơi Thúy à. Thúy đang đây ngồi nói cho nhiều. Thúy hả? Ngồi đâu, cái xe này nhỏ xíu, ngồi đâu nói cho nghe. Có điều có chịu nói hay không thôi. Thúy nói Thúy hướng nội. Thúy hướng nội hả? Hướng nội tiền người. Có những bạn như vậy thường thường nếu mà tìm đúng người nói được là nói ghê lắm nha. Đúng không Thúy? Còn mấy đứa biết anh hướng đâu không? Anh hướng tùm lum. Hả? Anh hướng tùm lum. Anh cứ thấy cái chỗ nào mà vui vui là anh hướng vô à. Sao ra chưa? Ba đứa tìm đi cho nhanh. Một đứa tìm nó lâu. Anh thấy Thúy tô son chuyên nghiệp lắm mà sao lại nhắc tới son lại thấy im ru vậy. Mà sao mấy đứa ở xa vậy? Dạ, tụi em thấy cũng gần mà. Sức trẻ. Đối với sức trẻ như đây là gần. Mà đối với anh cảm giác xa vậy đã. Đâu anh mới đi chứ, đi nhiều chứ thấy gần. Nhiều hay quen hả? Quen là cái gì hả? Ê mấy đứa có nghĩ là anh đùa mấy đứa không? Có. Có hả? Cho mấy đứa này nè. Dạ. Để cái này ở đây đi. Có hả? Trời ơi, nhìn mặt anh giống kiểu trẻ trâu nói giỡn lắm sao? Giống thiệt. Trời bị bắt cóc không? Bắt cóc? Mua được nhiều bạn rồi đúng không?
Ờ, bình thường anh mua cho một bạn thôi. Đi. Lần đầu tiên anh đi mua son mà một lúc ba người. Ê, tăng sinh viên mặc đồ lão à. Vô đi mấy chị đẹp. Mua son á. Em tiện giúp anh ba chai son, giúp cho ba em gái của anh có bồ coi. Hôm nay là anh trai dắt đi mua son để cho ba em gái có bồ. Nếu hôm nay á, nếu mà mua son ở đây mà có bồ á, vài bữa anh sẽ dắt gọi 20 em qua. Anh còn 20 em chưa có người yêu nữa. Nhưng mà sao ở đây nữ không vậy? Có nam không? Anh hả? Anh có con luôn rồi. Cuộc tình chúng ta đến đây là hết. Sao nằm đi chứ? Bình thường mua son là anh sẽ đứng ở đây. Rồi anh tính tiền thôi. Chứ anh không biết lời. Như vậy là được rồi đúng không mấy em? Vậy việc đứng nhìn và tính tiền là ok rồi đúng không? Mà hôm nay mọi người được ai tặng hoa cho chưa? Là tự an ủi nhau bằng cái này đó hả? Ghê á, bạn cứ quay tí là nó bị ấy, bị ao. Đây là khung cảnh các chị em lựa son. Coi vậy chứ vui lắm đó anh em à. Anh em cứ kêu kêu tương tự anh em, giống như kiểu anh em à, vào một chỗ mà anh em gặp nhiều gái xinh á, con gái cũng vậy. Tới một cái chỗ cửa hàng mỹ phẩm là giống như kiểu là họ vui đó, họ gặp được nhiều thứ họ thích đó. Đóng thì cái son kem có nước còn còn nó khô lại là nó màu nó kiểu như có bị nút quá không? À nút quá không hả? Nó kiểu như đi ý là nhẹ nhàng thôi. Dạ. Rồi. Gọi cầm đỡ mệt. Anh lựa xong anh hả? Anh xong lên rồi ai coi? Em bê đê coi hả? Em coi cho. Em coi hả? Anh không biết tô. Áo sao? Ui. Ở đâu anh? Dính đâu vậy? Ở đâu nhiều đó. Đó giờ có khách nam nào mà mua son để tô cho nam chưa? Dạ chưa, còn mua cho mấy chị nữ thôi. Hay ha, có cái màn hình đằng trước luôn. Không cần đâu. Anh chỉ lấy cái bill là được rồi. Tổng hết bao nhiêu? Dạ tổng hết 1.047. 1.047. Là 3 túi luôn hả? À, cảm ơn mọi người nha. Đi về. Ê, có. Đau, sướng chưa? À, ông thấy vui chưa? Đau chân quá à. Đau chân hả? Lên em. Tính ra nãy giờ là anh chưa thấy được mấy đứa trong màu son luôn á. Anh cánh son nè. Em là có son rồi ha. Thấy sao môi nhợt à? Bôi hết rồi à? Dạ. Sao không test luôn? Test luôn đi, test luôn. Anh test không? Màu của em hợp với anh lắm á. Quá luôn. Test vào một phát anh chết anh luôn. Em tưởng anh thích lắm cơ. Nhưng mà em chết theo cái cách đừng có lấy son chay lên là được.
không chị? Hả? Anh đón xem. Tự nhiên là hiểu rồi. Cười hentai quá à. Cười hentai. Anh hiểu không? Anh hiểu hentai không? Sao lại không à? Anh còn biết tai hen là cái gì nữa chứ. À, khi mà em hen tai xong em sẽ tai hen. Không. Tai hen là à. Tai hen là gì biết không? Trời anh, em chuyên khoa tiếng Nhật mà anh kỳ. Tai hen là mệt đó. Tai hen là vất vả. Thì mình dùng từ mệt đi em, mình đang trong chuyên ngành đuối mệt yếu mà em. Vất vả nó nghe nó giống như kiểu đi làm nông rồi đi làm công việc gì đó vất vả lắm. Còn mình là mình không, anh nói chuyện dễ hiểu xíu đi cho Thí hiểu nữa. Nhìn thấy Thí đơ người đó, nhìn Thí cũng học tiếng Nhật mà. Ở tiếng Nhật nữa à? Watashi wa Hoàng Tomoshimasu. Thí học tiếng Nhật. Chấm hỏi học tiếng Nhật Tomoshimasu là gì? Tôi mới xin là giống như kiểu lần đầu gặp á em. Ồ, anh được nở máy rồi. Con đi chưa qua. Ừ, Kimochi biết không? Biết. Trời. Anh hả? Anh có nở máy gì đâu? Anh có biết gì đâu? Anh coi phim rồi bắt đầu anh coi nhiều quá đâm ra anh biết một số ít đó chứ. Anh coi phim gì? Tư vấn rồi em coi với. Anh coi phim gọi là tâm lý tình cảm kim hành động kim gọi là nhiều lắm. Không dễ thương. Tao vẫn che nghe. Cái bao dễ thương. Ý là chửi là che tới giờ luôn á. Rồi mà đúng ưng chưa? Ưng. Có lấn cấn chỗ nào không? Em lấy đại. Hả? Em lấy đại hả? Trời ơi. Ấy là biết sao không, vô đó có nhiều sự lựa chọn quá. Cái nào cũng thích. Thấy im ghê luôn. Mà xíu mày về hướng ngoại với tao. Do hôm qua mấy đứa thức khuya quá nên hôm nay mệt á. Có phải thức khuya đâu anh, thức tới sáng. Lỗi anh. Do hôm qua mấy đứa không ngủ. Chính xác nhất luôn. Rồi hôm qua có ngủ không? Có chứ, anh về cái là anh ngủ luôn mà. Anh ngủ phát tới 11 giờ mấy, 12 giờ luôn. Ê, tí mấy đứa có cho anh ăn cơm không vậy? Có. Có nha. Ý là anh đứng đợi thêm cỡ tiếng nữa, em dọn phòng. Ủa alo. Có gì đâu. Anh không có gì, vậy em có gì? À, có nhiều cái cần giấu hả? Anh lâu lắm rồi, anh chưa ăn được bữa cơm nấu nha. Cơm tiệm đi ăn nhiều lắm rồi, mà bữa cơm nấu. Cơm tự nấu. Mày đưa biết nấu cơm không? Trời, nấu ngon rồi. Nấu ngon. Nấu ngon. Anh nấu cơm giỏi lắm. Để lá anh cơm cơm nha. Không, có hồi cắm là ăn không đủ bốn đứa mình luôn á, chứ đừng nói mà. Hồi cắm cơm khô quá. Ừ, ta ăn cơm hồi cắm được. Hoài, ủa là còn bạn nữa hả? Dạ. Cắm cơm. Ở là ở phòng còn một bạn nữa. Ở phòng còn một bạn nữa, bạn đó hướng nội gấp đôi Thúy. Hướng nội gấp đôi luôn. Vậy là mấy đứa ở chung với nhau à, hay là như nào? Dạ, ở chung với nhau. Bốn đứa luôn? Dạ. Wow. Vậy là buồn buồn cái sách bài ra đánh. Không cần buồn cũng đánh. Không cần buồn cũng đánh. Mấy đứa mà mốt có nhu cầu chuyển nhà hú anh nha. Anh có con xe tải chuyển nhà cho gái với mức giá 0 đồng. Chuyển hả? Không, ví dụ quen biết thì ai có nhu cầu á giới thiệu anh. Dạ. Chuyển vào tim anh được không? Thiếu rồi. Đúng rồi. Rồi đó hả? Nó nó phát ngôn một câu xong anh đợi. Thiệt chứ. Thí ơi. Ê, đúng rồi, nó phát ngôn câu xong 15 phút sau nó nói thêm câu nữa. À, không nói nữa. Từ sớm tới giờ làm 2 tiếng gần 1 tiếng mấy đồng hồ thì mới nghe được Thí phát biểu một câu. Nhưng mà phát biểu một câu khiến cho anh giật. Ủa, mới dạy là giật rồi hả? Ý là anh đơn giản mà anh dễ giật lắm. Thí biết nấu cơm đi. Em không cắm anh. Cơm. Hả? Cơm với cắm cũng dở lắm. Biết cắm cơm. Chưa ăn mà biết dở. Ăn rồi bà. Chưa nấu.
Mẹ đã ở mấy năm rồi chưa nấu? Chưa. Thế nấu cơm. Nấu cơm chuyên nghiệp à? Em biết bữa trước tao mặc áo vest xong tao mặc cái quần đi nữa kìa. Lan nữa như mấy đứa cúi chào tao mày. Không hiểu. Thúy. Chết bên phải à? Bán sách hả? Dạ. Bán sách. Trái phải. Phải à? Sao vậy? Nói chị ổn. Chị thức. Nhưng mà con thấy là nói chị cần có phiên dịch. Rồi, dễ làm rồi. Tiêu rồi. Hôm nay bị trừ lương rồi. Cái này là chuyện cơm bữa. Chuyện cơm bữa hả? Hàng trên thấy bình chân như vậy. Bữa nào nấu cơm cho anh ăn? Anh ăn mì quảng cáo. Có. Mai mốt nấu. Mai mốt nấu hả? Nhắn qua không? Hả? Qua không? Qua chứ. Nhưng mà có được vào phòng chơi không? Vào phòng ăn không? Hay là đem ra ngoài ăn? Để suy nghĩ. Để suy nghĩ. Bye bye nha. Anh phải cẩn thận nha. Ok ok. Cái GoPro chả biết bị gì quay cứ bị đơ mà. À. Thật sự bạn là mình đang xài. Thật sự bạn mình đang xài là GoPro 10 á, nó cũng mới vừa tự tắt đó bạn. Thì cái lỗi này là ok anh em nha, bỏ qua câu chuyện GoPro 10 bị đơ đi ha. Thì anh em có thể thấy ở đây là mình nhập rất là nhiều hầu luôn. Trên tay mình đang cầm đây là tinh chất hầu của Nhật anh em à. Thì công dụng là khỏe hơn anh em à, cải thiện tình trạng chưa đi chợ mà đã hết tiền. Thì vấn đề này nó cũng hơi tế nhị nhưng mà anh em mình không mà, có gì inbox mình tư vấn cho nha. Mình cũng đã sử dụng cái sản phẩm này 1 năm rồi. Đẳng cấp lắm anh em à. Nói chung là nó lắm. Cái sản phẩm này là sản phẩm gọi là của Nhật anh em à. Viên uống được, uống vào bên trong là nó tốt từ bên trong ra bên ngoài á. Chứ có nhiều sản phẩm là sử dụng từ bên ngoài á, thì những cái đấy thì nó cũng có công dụng nhưng mà lâu các bạn sẽ bị lờn, hoặc là nó không có tốt cho sức khỏe đâu bạn, không có tốt cho em mình đâu nha anh em nha. Cái này là từ bên trong ra và đảm bảo là rất là tốt cho sức khỏe luôn. Tiếp theo là nhiều bạn bảo mình sao không gặp Vi để trả tiền rồi cũng như là quay clip với Vi. Thì sau khi mà Vi cho mình mượn tiền xong, cô bé cũng nghỉ việc ở chỗ làm rồi về quê anh em à. Đến hôm nay chưa ra Đà Nẵng mình chưa gặp được. Bởi vậy là mình vẫn chưa trả tiền Vi, cũng chưa có cơ hội để gặp, chứ không phải là mình không muốn gặp anh em à. Vừa rồi sinh nhật là mình cũng chỉ được chúc online thôi đó, chứ mình cũng không có gặp để chúc được. Với lại anh em cũng có thấy rồi đó, mình nhập rất là nhiều luôn. Bởi vì nhập nhiều mới có giá tốt được. Và nó cấn đến cái số tiền chi tiêu từ đây đến ngày 22. Vậy nên mình mong là anh em ủng hộ mình một chai nha. Vừa tốt cho ấy, vừa cho mình gọi là có thêm kinh phí để làm clip nha. Mấy hôm nay mình rất muốn đưa Nhi đi Bà Nà Hill cũng như là tổ chức các buổi cắm trại rồi này kia. Nhưng mà mấy clip đó thật sự bạn chi phí nó rất là lớn luôn. Nó rơi vào tầm 2-3 triệu mỗi clip á. Chứ mình mà không bán hàng chỉ lấy tiền YouTube thì thật sự nó không có đủ. Cho nên là mình đã cố gắng lấy hết tiền để nhập nhiều số lượng hầu để cho có giá tốt á. Anh em ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Bye bye.